thời gian 10 năm rất dễ dàng trôi qua uổng phí. Thế nhưng quý vị vẫn còn trẻ, thêm một lần 10 năm nữa vẫn còn kịp. Người trời tứ không, người trời tứ thiền, mà khi thọ mạng hết rồi, rất nhiều đều rơi xuống đến địa ngục. Trong kinh nói rất nhiều, chúng ta phải tin tưởng. Tuy tốt, nhưng không nên đến. Đi đến đâu tốt? Đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc dễ hơn so với đến cõi trời. Cũng dễ hơn so với đời sau được thân người. Được thân người phải tu thập thiện nghiệp đạo. Phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Mới có thể được thân trời người. Tóm lại mà nói, đều không thể bằng với vãng sanh cực lạc. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Với đời ác năm trượt này, không có Phật ở đời, mà thấy được Đức Phật ấy thì thật là điều hiếm có. Nên ghi nhớ bốn câu này. Chúng ta sanh ở thế gian này, gặp phải thời đại nào? Là ngũ trược ác thế, chúng ta phải gặp rồi. Thế gian không có Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đã 3.000 năm rồi. Nhưng chúng ta may mắn gặp được pháp môn Tịnh Độ. Nếu y giáo phụng hành, thì đời này chúng ta có cơ hội thấy được A-di-đà Phật. Việc này hiếm có. Cầu gặp Phật. Gặp Phật không khó. Tâm của quý vị, nguyện vọng của quý vị, hành trì của quý vị tương ưng với Phật, thì Phật sẽ hiện thân, thì quý vị nhìn thấy thôi. Cho nên, chúng ta có cảm, chúng ta dựa vào gì để cảm? Dựa vào, chúng ta khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ, hành vi, thuận theo giáo huấn của Đức Phật, là dựa vào điều này. Với Tịnh Tông càng đơn giản, Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta bốn chữ thì có thể cảm được. Tín, nguyện, trì danh. Tín, nguyện là tâm đại Bồ Đề, là tâm vô thượng Bồ Đề. Trì danh chính là nhất tâm chuyên niệm. Chú ý chữ chuyên này mới được. Chúng ta niệm Phật. Niệm Phật đồng thời xen tạp vọng niệm, xen tạp vọng tưởng. Cho nên không chuyên, không nhất. Vì vậy, mỗi ngày niệm cũng không ít. Niệm mấy chục năm mà không có cảm ứng. Không có cảm ứng thì hoài nghi. Họ bảo trong kinh nói không linh. Tôi đã làm như vậy, tại sao không thấy được Phật? Không biết rằng sai lầm ở chính mình. Còn kinh Phật nói không sai được.
thực sự là hiếm có. Tại sao có thể thấy Phật toàn nương vào biển nguyện Nhất Thừa Di Đà và lực không thể nghĩ bàn của sáu chữ hồng danh? Chúng ta đã lơ là bốn câu này. Đêm 48 nguyện của A-di-đà Phật quên mất. Cũng thường xuyên đánh mất câu Phật hiệu Nam-mô A-di-đà Phật này. Vọng tưởng tạp niệm quá nhiều rồi. Ngày ngày đang bổ sung vọng tưởng. Khởi nguồn chủ yếu nhất đến từ truyền thông đa phương tiện. Quý vị xem TV, quý vị nghe phát thanh, quý vị đọc báo chí, quý vị xem tạp chí. Quý vị thu thập những tin tức này. Những tin tức này không liên quan chút nào đến kết thúc sanh tử, ra khỏi ba cõi. Mà còn chướng ngại đến tu trì của chúng ta. Lúc có giác ngộ là chuyện tốt. Giác ngộ thì nhanh chóng quay đầu. Thế nhưng, người thông thường thời gian giác ngộ ngắn ngủi. Thời gian mê thì rất dài. Một ngày 24 giờ, đại khái giác ngộ. Bao nhiêu lần giác ngộ cộng lại vẫn không đến một giờ. Thời gian mê hoặc có lẽ chiếm 23 giờ, nên không có hy vọng vãng sanh. Tối thiểu thời gian chính mình tỉnh táo có thể phải chiếm 12 giờ. Trong 24 giờ, thì 12 giờ mê hoặc, 12 giờ tỉnh ngộ. Vậy thì, có khả năng vãng sanh, nhưng không chắc chắn. Làm sao mới chắc chắn? Vậy thì thời gian tỉnh ngộ phải ít nhất chiếm 21 giờ. Còn thời gian mê 3 giờ. 3 giờ làm gì? Ngủ rồi. 21 giờ tỉnh táo, Phật hiệu không gián đoạn, thì nắm chắc vãng sanh. Chư vị phải ghi nhớ, Hoàng Niệm Lão làm tấm gương cho chúng ta. Nửa năm cuối cùng của Ngài, trước vãng sanh nửa năm, mỗi ngày niệm Phật, một trăm bốn mươi ngàn câu. Quý vị hãy nghĩ xem. Niệm Phật 140.000 tiếng. Niệm nửa năm thì vãng sanh rồi. Chúng ta nhìn thấy cổ nhân, biết được sự việc này vô cùng quan trọng, nên buổi tối không dám ngủ, phải tự chiết phục. Để Phật hiệu ngày đêm không gián đoạn. Tại sao vậy? Vì cầu sanh tịnh độ, vì thoát khỏi sáu đường luân hồi.
Cho nên phải nhớ thế giới cực lạc, phải niệm thế giới cực lạc, phải ưa thích thế giới cực lạc. Thân cận thiện tri thức bậc nhất là A-di-đà Phật, là ánh sáng tôn quý nhất, là vua trong chư Phật. Quý vị không gần gũi với Ngài thì gần gũi với ai? Thật chịu dụng công thì không có một ai mà không thành tựu. Dụng công thế nào? Lão Hòa Thượng Hải Hiền là tấm gương của chúng ta. Bất kỳ một bộ kinh, một bộ luận nào mà quý vị yêu thích, cứ 10 năm không gián đoạn, thì quý vị là Đại Đức Tổ Sư của nhà Phật. Tại sao vậy? Bởi được đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Tại sao không thành tựu? Tám điều không rảnh của Pháp Sư Tự Liễu nói rất rõ ràng. Nhưng chính mình đã lơ là rồi. Chính mình không thực sự chăm chỉ niệm Phật. Thật thành tựu. Nếu muốn nghe kinh, chúng ta lưu trữ không ít những video để nghe kinh. Có thể đi nghe kinh. Cách nghe thế nào? Nghe một bộ. Mỗi ngày ít nhất nghe 10 giờ không gián đoạn. Nghe kinh niệm Phật. Nghe kinh là nhắc nhở chính mình. Niệm Phật là chân thật công phu. Sẽ được niệm Phật tam muội. Bởi vì người thầy không nghiêm khắc thì không dạy ra được những đồ đệ tốt. Cha mẹ không nghiêm khắc thì không dạy ra được con cái tốt. Không có một người con nào mà được nuông chiều, được nâng niu mà sau này có thể trở thành người con tốt hết.